Dạ Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Vừa Bắp. Thì hôm nay Ngọc Vừa Bắp làm một món đó là ức gà xào nấm đùi gà. Thì Ngọc có chuẩn bị ức gà, nấm đùi gà, cà rốt và một số gia vị đi kèm. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha cả nhà. Thì nấm đùi gà này Ngọc sẽ sắt nó ra thành từng lát mỏng như thế này. Đó, sắt ra thành từng lát mỏng như thế này. Rồi Ngọc sẽ sắt thành từng sợi như vậy luôn cả nhà ơi. Ví dụ cả nhà không thích sắt sợi thì cả nhà sắt từng lát cũng được không sao. Thì Ngọc sẽ cho vào hao nước muối ngâm đây tí xíu ha. Thì nước củ cà rốt nè, Ngọc cũng sắt ra thành từng lát mỏng rồi, sắt thành từng sợi như vậy luôn cả nhà ơi. Thì cả nhà mình không thích sắt sợi thì sắt lát không thì cũng được, không có sao hết. Ức gà thì Ngọc sẽ sắt nó ra thành từng lát như vậy luôn. Thì cả nhà mình thích sắt sao cũng được, tùy ý cả nhà mình khẩu vị như thế nào ha, thích ăn sao thì sắt cũng dễ nha cả nhà. Ngọc cũng sắt sợi sợi ra y như cà rốt với nấm luôn vậy đó cả nhà ơi. Đó, sắt ra vậy đó. Rồi Ngọc sẽ cho vào hao nước muối nè, Ngọc rửa đi, Ngọc sẽ vắt đi cho nó ráo ráo nước một tí xíu. Rồi Ngọc sẽ rửa nấm để cho nó ráo nước. Thì Ngọc có cho vào ức gà một miếng bột năng đó cả nhà, để cho ức gà của mình khi xào chín nó không bị cứng, nó không bị cứng cái ức gà, với một số gia vị muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, tiêu, dầu hào. Thì bây giờ mình sẽ trụng cái cà rốt ha, rồi trụng luôn cái nấm luôn. Trong nước đó thì Ngọc có để một miếng dầu ăn và một tí xíu muối. Rồi thì bây giờ Ngọc sẽ vớt ra. Thì cái chảo Ngọc sẽ cho vô một tí xíu dầu, cho gừng với tỏi vào, Ngọc sẽ xào lên, gừng với tỏi nó thơm rồi. Rồi Ngọc sẽ cho ức gà vào, Ngọc xào luôn cả nhà ơi. Thì mình xào lửa vừa, mình xào đến khi nào mà thịt gà nó chín. Rồi Ngọc cũng sẽ cho vào một tí xíu nước, một tí xíu là khoảng 100 ml nước á. Ngọc sẽ cho vào nấu cái xào cái thịt gà này cho nó chín hẳn luôn, chín hẳn lên luôn. Món này ăn cũng lạ lạ, ngon ngon lắm cả nhà. Hôm nào cả nhà mình làm thử đi, làm thử đi Ngọc này nè, ăn đi ngon lắm. Rồi ức gà của mình nó xào nãy giờ thì cũng chín rồi, bây giờ Ngọc sẽ cho cà rốt vào, Ngọc xào luôn. Lửa vừa cả nhà ơi, chứ lửa không có lớn, lửa vừa. Rồi Ngọc sẽ cho nấm đùi gà vào, Ngọc xào luôn cả nhà. Với lại ớt á, một trái ớt xanh á, Ngọc sẽ cho vào, Ngọc xào chung luôn cho nó có thơm, thơm cái mùi ớt á. Thì Ngọc nêm lại thì như vậy thì nó cũng rất là vừa ăn rồi cả nhà ơi, ngon lắm cả nhà ơi. Thôi thì Ngọc sẽ tắt bếp rồi mình đem xuống hết cả nhà. Hôm nào cả nhà mình đổi khẩu vị cho gia đình đi, làm thử cái món như Ngọc vậy đi, ăn rất là ngon. Thịt gà thì mềm ngọt không bị cứng, nấm thì ăn dai giòn sừng sực. Thì thôi cả nhà ơi, video của Ngọc đến đây cũng đã xong rồi, Ngọc xin khép lại video tại đây nhé. Chúc cả nhà xem video của Ngọc vui vẻ, hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà, bye bye.